Bắt đầu nhé. Hôm nay chúng ta học sang cái chủ đề mới đấy, chủ đề mới mà đây, chủ đề mới là các lệnh cảm biến nhé. Cảm biến thì đây là cái một trong cái phần rất quan trọng nhất luôn nhé. Thế như vậy là cảm biến là các lệnh cảm biến là một trong những cái, theo tôi là một trong những nhóm lệnh trung tâm của Scratch. Khi học lập trình Scratch mà không biết gì về cảm biến ấy thì coi như chưa học. Thì cái cảm biến nó rất quan trọng. Thì cái một trong một trong đặc điểm làm cho cái môi trường Scratch nó trở nên rất là hấp dẫn, rất là hay chính là cái phần gọi là cảm biến này. Đấy, thì vì chúng ta phải, đầu tiên ta phải hiểu chúng ta là cái khái niệm cảm biến nhé. Cảm biến đấy, tiếng Anh nó là cái nhóm lệnh, nó là sensing nhé, sensing. Cái lệnh nó nằm đây này, cái lệnh nó nằm ở cái nhóm này này, đây là sensing đấy, đây là những lệnh, là những lệnh cảm biến. Thì cảm biến nó là cái gì mà vì sao nó hay? Thì chúng ta hôm nay chúng ta cái cảm biến chúng ta học trong một vài buổi thì nó có rất nhiều lệnh hay và cái này dùng còn rất lâu dài nữa, nhưng mà tôi sẽ trình bày trên lớp chúng ta, trình bày trong sẽ chúng ta sẽ làm bài tập, sẽ luyện và sẽ học những lệnh này trong vòng một tháng, trong vòng 2 hoặc là 3 buổi gì đó thì mới hết cơ nhé. Thì cảm biến là cái gì? Thì nó luôn là cảm biến, nên là cái từ mà nó dùng để mà lấy từ cái tư duy của cái khái niệm robot thật ra. Nhưng mà cái lại cảm biến là nó lấy một cái từ, nó lấy từ khái niệm là robot nhé. Chính như vậy mà chính vì vậy mà cái lập trình Scratch này, cái phần trung tâm rất là hay nhất của Scratch này, nó lại rất là giống với robot. Chúng ta chú ý cái này, cái rất đặc biệt đấy. Cho nên nếu học sinh nào mà bạn nào mà lập trình robot thành thạo rồi thì sang học cái Scratch này nó rất là dễ dàng, và ngược lại bạn nào mà thạo thạo lập trình Scratch ở phần sensing này thì sau này các bạn chuyển sang học về lập trình robot rất dễ dàng. Thì cái phần cảm biến này nó hoàn toàn lấy cái tư tưởng, lấy cái tư duy của cái khái niệm gọi là cảm biến của robot đó. Thế bây giờ chúng ta trước khi mà hiểu cảm biến thì chúng ta hiểu là chúng ta tôi nói nên các bạn về khái niệm là cảm biến của robot đó là cái gì đấy nhé. Thì đây cái robot là cái gì? Cái robot nó là một cái máy thôi, một cái máy nhưng mà nó là người máy. Tức là một cái máy nó làm một cái nhiệm vụ gì đó mà nó mang tính là tự động nhé. Ví dụ là cái người máy là một cái robot là tự động tưới cây chẳng hạn, hay một cái robot là tự là làm là đóng vai trò như là trông trộm chẳng hạn, cứ trộm vào là nó kêu lên, hay là cái robot là chữa cháy chẳng hạn, nếu mà thấy mà có lửa, có bắt lửa lên là robot nó kêu lên đấy. Thì chúng ta nói là cái con robot thực sự chúng ta là như vậy, còn lập trình robot là lập trình để làm được đó. Thế thì con robot nó là cái gì đấy, thì tôi nói cái này nhé. Thì như này này, tôi lấy ví dụ để cho các bạn thấy nhé. Đây để thấy là làm là tôi lấy ví dụ là con robot mà điều khiển chuyển động thôi, để nó tự động chạy nhé. Ở đây thì chúng ta thấy đấy. Thì con robot là như này, cái con robot là con như sau nhé. Cái con robot, con người máy ấy, cái gọi là cái máy robot ấy, nó là như này. Là khi mà chúng ta lập trình robot ấy, thì trong robot này nó có, ở trong robot, tôi lấy ví dụ một con robot là như này, tôi lấy ví dụ đấy nhé. Ví dụ một con robot là như thế này. Ví dụ tôi vẽ hình cái ô tô như này nhé, ô tô, đấy, ví dụ ô tô nhé. Đó. Thì ở cho robot này người ta lắp những cái bộ phận rất quan trọng, ví dụ như là đằng trước nó lắp cái bộ phận đấy. Thì những cái bộ phận này của robot này nó người ta gọi đó chính là cảm biến đấy. Cảm biến thì mỗi một cảm biến của robot nó đóng vai trò là gì? Nó vai trò là nó tự động nhận thông tin từ bên ngoài và nó truyền vào con robot này, và nó tự động điều khiển robot làm một việc gì đó. Thì cái đó chúng ta chính là con robot. Thì tôi lấy ví dụ như là con robot là cái cảm biến là dò đường chẳng hạn. Ví dụ nhé, cảm biến dò đường.
thì nó giúp cho con robot này là tự động di chuyển trên một con đường. Tôi ví dụ nhé, để cho các bạn thấy là chúng ta hiểu sơ qua về khái niệm là cảm biến của con robot thực sự đã. Sau đó chúng ta sẽ quay lại cái khái niệm lập trình cảm biến ở trong trong Scratch. Ta thấy rất là hiểu, chúng ta thấy là như vậy là Scratch nó là bắt chước hoàn toàn cái tư duy của cái việc điều khiển robot thực tế bằng cảm biến. Tôi lấy ví dụ nhé, chúng ta có một con cảm biến là cảm biến dò đường chẳng hạn. Đây 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 là có một con đường, đây có một con đường đi đây nhé. Các bạn thấy là khi chúng ta điều khiển robot trên đường đi thì ta phải tô màu nó khác với ở bên bên ngoài, được chưa? Thì đây là cái tôi vẽ cái ô tô đây nhé, ô tô đây, và phía trước nó có một cái con robot được cảm biến dò đường nhé. Đây con robot này, Nhưng mà đấy là cái dương con âm robot nhé. bố bố đi ông nắng thẳng. Được chưa? Thế thì như sau này, thì con robot nó di chuyển này, nếu con robot này mà nó lệch sang bên trái, đây lệch sang bên trái, thì cái cảm biến này nó sẽ nhận biết mình lệch sang bên trái, nó sẽ tự nó lái sang bên phải và nó tự nó đi thẳng. Bây giờ sự con robot chúng ta là cho robot chủ động nó lệch sang bên phải như thế này, thì máy nó sẽ báo như vậy, nó sẽ báo là lệch sang phải rồi, vẫn tự động nó điều chỉnh sang bên trái. Và như vậy con robot nó có nhiệm vụ gì? Nó có nhiệm vụ là gì? Có nhiệm vụ là nhận thông tin từ bên ngoài và tự động điều khiển cho con robot nó chuyển động chính xác. Đó thì đây là một cái mô hình là ý nghĩa của cái cảm biến đây. Cái này là cả cảm biến nhé. Và trong ngôn ngữ của lập trình robot thì cái này này nó cái này nó chính là nó chính là sensing nhé. Hay là sensor đấy, gọi là sensor nhé. Đấy, sensor. Thế thì cái việc điều khiển robot là như sau nhé. Là robot đây tôi vẽ cho các bạn xem và chúng ta sẽ hình dung. Robot là như sau nhé. Robot nó luôn nhận từ bên ngoài các thông tin bên ngoài đây, thông tin bên ngoài và nó đưa vào cái cảm biến sẽ robot sẽ nhận được thông tin cảm biến này và robot sẽ điều khiển sẽ đưa ra cái đầu ra là các cơ cấu chuyển động chẳng hạn, chuyển động hoặc là còi chẳng hạn, chuyển động như bánh xe này, hay là cái còi này, hay là cái còi nhá, cái còi này hoặc là cái máy phun nước chẳng hạn, lấy ví dụ như vậy. Đấy. Thì ví dụ như là đối với robot của dò đường thì cảm biến nó nhận này, nếu mà đi lệch sang bên trái thì nó sẽ điều khiển động cơ là quay sang bên bên phải. Nếu mà cảm biến nó nhận biết là đi lệch sang bên phải, nó sẽ điều khiển động cơ là quay sang bên trái. Đó. Giả sử con robot chúng ta là robot chống trộm thì nó sẽ cảm biến nhận biết là có một người có một tiếng động, có tiếng chân người mà nửa đêm đi vào nhà của chúng ta, nó sẽ điều khiển cái còi bật lên thì nó báo là có trộm, được không nào? Như vậy là nó cần là con cảm biến là nhận biết âm thanh và tiếng động nhẹ. Hoặc chúng ta có cái robot là tự động chữa cháy chẳng hạn, thì có một con cảm biến gì, là cảm biến là về 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 nhiệt độ, nhiệt độ cao lên là nó tự động nó báo là có cháy, báo cháy. Đó thì như vậy là như sau, như vậy là cái mô hình của robot là như thế này nhé, là nó sẽ như sau, là nó luôn có một cái vòng lặp vĩnh viễn, lặp vĩnh viễn trong ở trong Scratch nó chính là cái lệnh là gì, lệnh là forever đấy nhé, forever đấy. Và nó cảm biến là nếu cảm biến lặp vĩnh viễn sang là nếu nếu nhận biết được cảm biến nếu nhận biết thông tin nếu mà nhận được thông tin cảm biến
thì xử lý thông tin, cảm biến đó. Thì đây chính là cái mô hình lập trình chung của tất cả các loại robot. Nó luôn là trong vòng lặp vĩnh viễn và nó nhận các cái thông tin cảm biến. Đây chỗ này cảm biến đây, vì là cảm biến về về dò đường này, cảm biến về về chống trộm này, cảm biến về nhiệt độ này, cảm biến về vân vân là gì đó, thì nó luôn là nó luôn nằm trong cái vòng lặp vĩnh viễn và luôn luôn nó chờ thông tin từ bên ngoài vào, chờ nếu có vào nó xử lý luôn. Như vậy là tất cả những cái lệnh mà để nhận thông tin cảm biến đều bắt buộc phải nằm trong một cái vòng lặp vĩnh viễn để điều khiển trong con robot. Thì đây là cái mô hình, đây là cái sơ đồ lập trình của con robot hiện tại nhé. Đấy, nếu bạn nào mà đã học về robot rồi thì chúng ta sẽ thấy cái này là rất bình thường đấy. Thì nhưng mà đây là, đây chính là cái mô hình mà điều khiển robot bình thường. Tất cả học sinh chúng ta mà học lập trình robot, con robot nào cũng vậy thôi, tất cả robot và cho học sinh ấy đều như này hết. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái này đối với Scratch nó là cái gì nhé. Ở trong Scratch nó là cái gì, ở trong Scratch là cái gì đấy. Thì ở trong Scratch là như sau, là các cái cảm biến ấy là cái gì, cảm biến ấy, nó là các cái thông tin từ bên ngoài, nó là các cái thông tin, bên ngoài, mà nó không phụ thuộc vào nhân vật hiện thời, không phụ thuộc vào nhân vật, cũng không phụ thuộc vào, cái người lập trình, không phụ thuộc vào cái người lập trình, và nó được, nó được đưa vào từ bên ngoài một cái là hoàn toàn độc lập, ngẫu nhiên người lập trình đó nhé. Người lập trình không thể biết được, không thể biết trước là cái cảm biến này khi nào nó có, khi nào nó không đó, và chúng ta phải lập trình để nhận biết cái cảm biến đó, được chưa? Đó thì bây giờ cái tư tưởng là như vậy thôi. Tư tưởng này, cảm biến nó là những sự kiện mà nó không phụ thuộc vào bản thân nhân vật, mà chúng ta không thể chủ động được tạo ra cảm biến đó, mà nó phụ vào bên ngoài, các bạn sẽ thấy là, cái sự khái niệm cảm biến nó hơi giống khái niệm là sự kiện mà nó khác biệt nhé. Rồi bây giờ tôi ta thêm một chút nữa nhé. Cái cảm biến mà chúng ta sẽ được học ngay bây giờ đấy, nó có cái gì đó nó hơi giống khái niệm là sự kiện, nhưng mà sự kiện là cái chúng ta là chủ động làm, người 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 lập trình ấy, hay là người dùng ấy là chủ động tạo ra sự kiện. Vì chúng ta là chúng ta nháy cái và lá cờ xanh chẳng hạn, chúng ta bấm phím chẳng hạn, chúng ta làm cái gì đó là nó là cho chủ động. Thì như vậy những sự kiện mà chúng ta chủ động tạo ra thì nó là các sự kiện, nhưng mà cảm biến là thông tin bên ngoài, nhưng mà nó không phụ thuộc vào và không, chúng ta không chủ động được vì nó bị động đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Đây thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Ví dụ như chúng ta tìm hiểu ở đây đây Nhập tên. đây là ví dụ là cái, đây là cái lệnh là va chạm. Thế nào, nó ở dưới cái dạng là gì, nó ở dưới cái dạng là gì, là nó ở dưới cái dạng là cái mũi tên nhọn, tức là đây là một cái biểu thức logic là nó trả lời đúng và sai. Nếu mà nhân vật va chạm với cái gì đó thì nó là đúng, còn nó không va chạm thì nó là sai. Thì cái sự kiện mà nó va chạm này là nó làm sự Mua kiện cái nó đi độc lập nhắn với mà chẳng nhân vật, chúng ta không biết khi nào là nó va chạm, không biết, không chúng ta không biết trước, được chưa? Rồi bây giờ tôi làm trình cho các bạn xem nhé. Bây giờ làm trình như sau này, bình thường các bạn đã biết là như sau nhé. Khi mà chúng ta, bây giờ tôi lập trình cho làm cái bài tập đơn giản nhé, chúng ta lập trình cho con mèo là di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình nhé, gặp cạnh thì quay lại, cho đến bây giờ đúng không? Đây, nhưng mà tôi muốn lập trình thêm là gì, con mèo khi va chạm vào cạnh à, thì nó phải kêu meo meo đấy. Thế làm thế nào để biết là khi nào thì va chạm vào cạnh, thế mình đấm cái meo meo. Thì cái chuyện mà cái thông tin mà mèo va chạm vào cạnh đó là thông tin nó đúng là sự kiện thật, nhưng mà chúng ta không chủ động, chúng ta không biết khi nào mà mèo va chạm vào cạnh, thì cái đó thông tin đó chính là thông tin cảm biến, được chưa? Mà cảm biến nó khác sự kiện như vậy, thì thông tin đó được trả về bởi cái hàm này. Đây chúng ta chọn đây là cạnh, edge là cạnh. Đây để tôi chuyển sang tiếng Việt cho các bạn nhìn, không chúng ta các bạn bỏ tiếng Việt đây.
tinh vị nhé. Đây, đang chạm vào cạnh đấy, thì nếu mà mèo mà chạm vào cạnh thì cái biểu thức này nó trả về là đúng, được không? Còn nếu mèo không chạm vào cạnh thì biểu thức nó trả lần nó trả về là sai. Như vậy cái biểu thức này là nó chính là một cảm biến, thấy không nào? Thấy không? Nhưng cảm biến là một cái thông tin, là một kênh thông tin từ bên ngoài nó đưa vào trong cái cảm biến của chúng ta. Chúng ta coi lại cái sơ đồ này nhé. Thế này, ở bên ngoài này nó đưa vào thông tin, đưa vào cảm biến đó. Cảm biến là một cái máy mà nó nhận biết thông tin từ bên ngoài xong nó đưa vào trong con robot để nó xử lý, thì có lẽ cũng vậy thôi nhé. Bây giờ ta làm như sau nhé. Bây giờ tôi mô tả cái con mèo như sau này. Tôi mô tả cái lệnh đầu tiên nhé. Tôi mô tả cái bài làm rồi là con mèo sẽ xuất hiện ở vị trí bất kỳ trong màn hình này, xong di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình và các bạn thì quay lại để tôi làm thử nhé. Bài này tôi đã làm rồi. Đây, ban đầu chúng ta cho con mèo là di chuyển vào giữa, đó, và cho mèo là quay về một hướng là gì, là hướng là ngẫu nhiên. Chúng ta chọn cái lệnh là đặt hướng bằng bằng nhưng mà không phải 90 độ, mà chúng ta đặt cho nó một hướng ngẫu nhiên. Tôi vào cái toán phép toán và chọn cái lệnh là lấy ngẫu nhiên, cho mèo ngẫu nhiên từ 1 cho đến 360 chẳng hạn, 360 ngẫu nhiên, được chưa? Đó. Sau đó cho mèo vào vòng lặp và vô hạn, vòng lặp liên tục vô hạn lần và đi về phía trước là 10 bước, vào cạnh thì bật trở lại. Đây, thế đây là chương trình là cho mèo nó di chuyển bình thường thôi. Đây, chúng ta biết rồi. Đây, được không nào? Thì cái bài này là bài tôi biết rồi, nhưng mà này bài này chưa cảm biến. Bây giờ tôi làm thêm bài toán như sau. Tôi yêu cầu bài toán này, nếu mèo mà va chạm phải cạnh thì mèo sẽ kêu meo meo. Thì cái thông tin mà khi nào mèo nó kêu meo, khi mèo nó cảm nhận được rằng nó chạm phải cạnh đó, thì cái chuyện là nó cảm nhận được cái chuyện nó chạm cạnh đó chính là một cái cảm biến, hay nên là sensing. Thì đây chính là cái hàm để nó trả về cái thông tin cảm biến đó. Đó, thì chúng ta sẽ phải đưa cái hàm này vào một cái lệnh, chúng ta đưa vào cái lệnh lệnh if chẳng hạn. Nếu này, nếu nhé, nếu chạm cạnh đó, nếu chạm vào cạnh thì sao, thì chúng ta cho nó kêu, chúng ta bấm đây cho nó vào cái âm thanh cho nó kêu meo meo. Đây, meo meo. Nhưng mà đây là một cái lệnh cảm biến, nhận đây là cái lệnh là nhận thông tin cảm biến nhá, nó không phải sự kiện, nó là cảm biến. Nó nằm trong cái là lệnh, là trong cái lệnh này, nằm cái lệnh này nằm ở trong cái nhóm sensing cảm biến. Thì chúng ta phải đưa cái này vào một cái vòng lặp vô hạn lần, chúng ta đưa này vào đây, đưa này vào đây này. Đó, thì nó nằm trong cái vòng lặp vô hạn lần này thì nó mới đúng nhé. Đó, thì bây giờ cái bây giờ chúng ta có thể xem được là nếu mà chạm cạnh nó sẽ kêu đây. Tôi cho lên trên nó sẽ kêu hơn. Đấy, để mà diễn lên nó kêu hơn. Đấy, chạm cạnh nó kêu đúng không? Đấy. Nhưng mà là cái việc mà mèo kêu này, chúng ta không biết trước được. Chẳng qua chúng ta không biết trước. Nó không phải là một sự kiện. Nếu là sự kiện chúng ta phải biết trước, thì không biết trước. Như vậy chúng ta phải xử lý bằng cách là chúng ta phải luôn luôn chờ đón tín hiệu, thì cái việc chờ đón tín hiệu nó nằm trong cái vòng lặp là vô hạn, đúng không nào? Đó, thì đây là một cái bài đầu tiên đơn giản để mô tả cái khái niệm là cảm biến, thấy không nào? Đấy, rất quan trọng luôn. Thì tất cả các lệnh cảm biến của nhân vật nằm ở trong cái nhóm cảm biến này. Đó, rất là nhiều, và chúng ta sẽ học dần dần những cái bài, những cái lệnh ở đây nhé. Như vậy là cảm biến làm nôm na, nó làm một cái nó làm sự kiện, nó làm thông tin ở bên ngoài nhé. Và nó, nhưng mà nó không phụ thuộc vào nhân vật của chúng ta, nó phụ thuộc vào ở bên ngoài, nó là cảm biến, nó phụ thuộc vào có làm béo vua, có làm béo cái cảm biến đó nhé. Đấy, chúng ta chú ý như đây là cái bài đầu tiên để mô tả là cái cảm biến va chạm vào cái cạnh, chạm cạnh nhé. Chúng ta lưu này ra, lưu cái file này ra để chúng ta, bây giờ chúng ta sẽ em lưu ra cái file nào. Đây chúng ta sẽ lưu ra cái tập của chúng ta nhé. Đây, tập huấn ở đâu rồi nhỉ? Tôi tìm cái thư mục của chúng ta đây luôn. Hôm nay chúng ta là bài số 7 đây nhé, là bài 1 nhé. Mèo này va chạm, va chạm này làm là chính là cảm biến, được chưa? Đấy, như vậy bây giờ chúng ta chốt lại nhé, bây giờ chúng ta chốt lại cái khái niệm, cái
cảm biến là cái gì? Cảm biến là nó làm cái thông tin, nó làm cái thông tin từ bên ngoài, cái thông tin từ bên ngoài, từ bên ngoài, đúng không nào? Và không phụ thuộc vào, không phụ thuộc vào, không phụ thuộc vào nhân vật đấy, nhân vật và người, và người lập trình và người chơi đấy. Còn sự kiện là cũng là thông tin, cũng là thông tin từ bên ngoài. Ví dụ sự kiện là chúng ta nháy chuột chẳng hạn, chúng ta sự kiện chúng ta bấm phím chẳng hạn, nó là sự kiện từ bên ngoài, bên ngoài. Nhưng phụ thuộc vào nhân vật, nhưng phụ thuộc vào nhân vật, và nhân vật chủ động xử lý, và phụ thuộc vào người lập trình. Đấy, sự kiện nhé. Đó. Còn xử lý cảm biến thì chúng ta sẽ phải dùng các lệnh, chúng ta dùng cái lệnh cảm biến, dùng cái lệnh cảm biến để ta nhận thông tin, lệnh cảm biến, và đưa vào vòng lọc bệnh viện, đưa vào một vòng lọc viễn. Đấy, cách lập trình như thế nhé, đưa vào một vòng lọc bệnh viện. Cho nên cái lệnh là lọc bệnh viện ở trong SCAD rất quan trọng, là cái lệnh nó dùng cho hầu hết, nó dùng cho cái thông tin cảm biến giống hệt như là lập trình của robot luôn. Còn ở với sự kiện thì nó đưa vào cái lệnh sự kiện, lệnh là dùng với, sử dụng dùng với các lệnh sự kiện. Lệnh sự kiện là những lệnh mà nó có nghĩa, nó có hình dáng như này, nó có hình dáng như này, là cái lệnh mà là cái lệnh đầu tiên của một cái đoạn lệnh, của một script. Như vậy chúng ta chú ý nhé, nó khác nhau, cùng là cảm biến cả, cùng là sự kiện, cùng là thông tin cả, nhưng mà thông tin nhận được cảm biến ấy thì đưa vào vòng lọc, còn thông tin mà sự kiện thì chúng ta đưa vào cái lệnh, một cái sự kiện ta chúng ta xử lý. Thì lát nữa cho thấy là hai bên hai cái khác nhau như nào. Đấy, thì hai cái này là hai cái mà rất nhiều người là nhầm lẫn hai cái này, chúng ta cần phải chú ý nhé. Đây được chưa? Nhưng mà đây là cái bài đơn giản đầu tiên, đúng không nào? Thì bây giờ tôi sẽ mô tả sang cái bài khác nhé. Đây, bây giờ tôi mô tả như sau này. Bây giờ bài này đây, bây giờ bài 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 số 2. Bài số 2 là làm sao tôi cho con mèo và con chuột di chuyển ngỗng trên màn hình nhé. Đây, cho con chuột nữa này. Đây, cho mèo và chuột di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình luôn nhé. Con chuột đây, con chuột đi. Đây, cho hai con này di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình nhé. Thì cái việc di chuyển này là tôi chủ động được, thì tao cho ta đưa vào sự kiện. Bây giờ tôi sự kiện là tôi bấm click vào lá cờ thôi nhé. Đây, mô tả đây nhé. Đây, đây là mèo nhé. Thì ban đầu là mèo cho vào, ừ, bắt đầu mèo ở đây, được không sao? Con mèo ở đây. Sau đó mèo sẽ di chuyển đây. Ban đầu cho mèo nó di nó mèo nó quay về cái hướng bất kỳ, tôi cho nó một cái hướng ngẫu nhiên nào đó nhé. Đây, ngẫu nhiên từ 1 cho đến 90 thôi, ví dụ như vậy, 90. Đơn giản. Chín mươi nhé. Rồi, sau đó là cho mèo di chuyển vào cái vòng lọc ngẫu nhiên đây, vòng lọc ngẫu nhiên, vòng lọc liên tục, và di chuyển về phía trước là 10 bước, góc cạnh thì quay lại, giống như vậy thôi, giống như là như mọi khi chúng ta đã biết, được chưa? Rồi, thì bây giờ tôi sẽ mô tả cho con chuột cụ thể như vậy nhé. Con chuột của chúng ta là đến sau, con chuột của chúng ta là vị trí bắt đầu là nằm ở đây cơ. Này, đây là mèo nhé. Đây là mèo, đây là chuột. À đây nhầm, đây là chuột. Đây đang là chuột đúng không nào? Con mèo ở đây cơ này. Mèo của nó là như thế này, nhầm. Mèo đây. Ban đầu ở đây.
Mèo đây mà cũng như vậy, mèo cũng mà đặt trong cái hướng bất kỳ. Mèo là thay cũng nhìn về một hướng bất kỳ, được chưa? Đây thì hẳn như là 180 cho nó thoải mái nhé. Rồi là mèo cũng liên tục di chuyển về phía trước với cái tốc độ để nhỏ hơn một tí, 5 chẳng hạn, vào cạnh thì quay lại, được chưa? Đấy, để cho chạy thử xem như thế này. Đấy, thì hai con chạy bình thường đúng không nào? Thế bây giờ tôi đặt thêm điều kiện nhỉ, là nếu mèo mà chạm phải con chuột thì mèo kêu meo meo. Thì khi nào nó chạm vào? Đấy, thì chúng ta không biết trước khi nào mà mèo chạm vào chuột, không hề biết trước gì cả. Đấy, thì như vậy cái thông tin là mèo nó chạm vào chuột nó làm thông tin cảm biến, vì nó không phải là một sự kiện bình thường, chúng ta không biết trước được. Đấy, và khi nào thì mèo chạm vào chuột, tức là như này, khi mà ở trong sensing này cái lệnh là đây, lệnh là đang chạm vào chuột, đây lệnh này này, chuột. Đấy, lệnh này nó trả về đúng thì là mèo chạm vào chuột. Đấy, còn nó không thì nó không 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 chạm vào. Như vậy đây nó làm một cái thông tin, nó làm một cái thông tin cảm biến, được chưa? Và bây giờ cho xử lý nhá. Đây chúng ta mèo đây chuột đây nhé. Bây giờ chúng ta kiểm tra cho làm như sau này. Bây giờ bất cứ khi nào mà mèo chạm phải chuột thì mèo kêu meo meo, làm được không? Làm được. Chúng ta sẽ lập trình sang một chỗ khác đi. Chúng ta sẽ tạo một cái sự kiện như đây, làm nhân viên thứ hai nhé. Thì cái thông tin là cảm biến đây, chúng ta phải đưa vào một cái vòng lọc vĩnh viễn. Chúng ta chú ý nhé, luôn luôn là xử lý cảm biến là phải đưa vào vòng lọc vĩnh viễn. Đó là nguyên tắc chung cho tất cả cái việc xử lý cảm biến này. Chúng ta đưa vào vòng lọc vĩnh viễn này nhé. Và nếu nếu mà đây if nếu mà chạm phải chuột đó thì kêu meo meo, chọn cái meo meo đấy, được chưa? Thì đây chính là cái đoạn là xử lý là mèo chạm phải chuột thì kêu meo meo, thấy không nào? Đấy, thấy rõ nhé. Thì như vậy đây đây chính là thông tin cảm biến này. Đấy, cảm biến là cái này này. Và như vậy là khi nào xảy ra, khi mà nếu đúng đây, nếu đúng thì ta làm cái này, và cái này bắt buộc cái này là phải đưa vào một lọc vĩnh viễn nhé, vì ta không biết trước khi nào, chúng ta đưa vào lọc vĩnh viễn để nó liên tục nó kiểm tra, liên tục kiểm tra, nếu mà chạm phải chuột thì mới kêu. Đấy, chúng ta kiểm tra thử, chạy thử này. Không biết khi nào kêu, có thể là đấy này nó không được kêu cả. Đấy, thế này nó sẽ đợi chuột nó di chuyển về phía chúng ta đây, cho đến này là sẽ rất là khó gặp nhau đúng không nào? Đấy, nhưng mà lần nữa gặp nhau, bây giờ gặp nhau như này, đấy chuyện này. Đấy. Đấy, thấy không nào? Như vậy là gặp nhau nhưng không gặp thì thôi. Đó. Thế đây là một cái lệnh thứ hai nữa để mô tả cái ý nghĩa của cảm biến, các bạn thấy không nào? Thì vừa rồi tôi vừa đưa hai ví dụ ở mức độ đơn giản thôi, nhưng mà chưa có, chỉ là ta làm quen thôi chứ chưa chưa sâu hơn về cái ý nghĩa của nó. Về cái bây giờ tôi sẽ làm xong bài tập tiếp theo cho thấy rõ hơn nhé. Đây là bài số 2, là mèo va chạm, được chưa? Đó. Như vậy là vừa chúng ta vừa làm bài đầu nữa là mèo chạm phải cạnh thì kêu meo, còn bây giờ là mèo chạm phải chuột thì gì thì kêu meo meo nhé. Thì đây là cái mà bây giờ chúng ta sẽ làm những cái bài tập khó hơn này, và cho thấy là nó sẽ phức tạp hơn nhé. Cái việc mà nó va chạm hay là nó gì đó thông qua các lệnh cảm biến hết, thì bây giờ nó sơ sơ qua các bạn nhé. Cái lệnh va chạm là lệnh rất là hay đấy. Lệnh va chạm đây này, đây lệnh va chạm, lệnh va chạm này, va chạm con giỏ chuột. Nếu ta chạm vào con giỏ chuột thì như thế nào, được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập sau đây này. Chúng ta làm trò chơi sau đây nhé. Một cái trò chơi là như sau này. Đây bây giờ tôi làm như sau. Bây giờ tôi đây tôi cho là cái này, quả bóng nhé. Ban đầu quả bóng là như sau này. Nhiệm vụ chúng ta phải di chuyển chạm phải quả bóng này. Khi chạm vào bóng thì bóng nó sẽ to ra, còn bình thường khi khi bắt đầu chơi quả bóng nó sẽ bé dần đi. Nếu bé quá là chúng ta thua đấy nhé. Bé quá chúng ta thua.
và chúng ta vẫn phải chạm phải quả bóng cho nó to ra thì nó không không nó mới lâu được, nó mới không thua. Nhưng bóng nó luôn 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 nó nhỏ đi, nó nhỏ dần đi đó. Rồi và bóng luôn luôn di chuyển, chúng ta chạm vào nó chuyển đến chỗ khác ngay. Và như vậy chúng ta phải có bài này là bài luyện luyện con trỏ chuột sao cho nó hợp lý, và chúng ta để luyện được, để lập trình được là khi có bóng mà chạm phải con trỏ chuột thì bóng nó sẽ to ra, thì cái lệnh đó là lệnh cảm biến đó. Được chưa? Giờ chúng ta làm trò chơi này nhé. Trò chơi này là như sau, nhắc lại này, ban đầu quả bóng là nằm ở giữa màn hình đây, và có kích thước to, tôi để kích thước to bên ban đầu đây, ban đầu là bóng đây nhé, ban đầu là bóng sẽ nằm ở giữa màn hình đây, không và không nhé, cái con này nó hay bị lỗi, cái bàn phím này nên là không không nhé, đây là không. Đấy. Bắt đầu là đây, và tôi cho nó ban đầu tôi cho nó cái cho quả bóng này là gì, quả bóng này là nó cho nó cái hiển thị của nó là kích thước đó là to gấp đôi bình thường nhé, đặt kích thước thành là 200%. Bắt đầu là như thế này nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho bắt đầu chơi. Khi bắt đầu chơi chúng ta cho ra bấm phím space để bắt đầu chơi. Nên đây. Thì bấm phím space đây. Bấm phím space. Thì như vậy bấm phím space nó là một sự kiện nhé. Đấy. Chúng ta sẽ học sau lát nữa. Cái việc bấm cái phím thì có hai khả năng xảy ra. Hoặc chúng ta coi bấm phím là một sự kiện thì là lập trình như thế này. Hai là chúng ta coi bấm phím là một cảm biến thì lại là khác. Đã chú ý nhé. Đấy. Ở đây là bấm phím space bắt đầu chơi thì phím space đó đóng vai trò là một sự kiện, thông thường là như vậy. Còn sau này chúng ta học rất nhiều bài, rất làm rất nhiều những trò chơi khác thì cái việc bấm phím nó là một cái yêu cầu của bài toán. Ví dụ bấm bấm phím để ta nhập cái gì đó hay bấm phím để làm gì đó thì cái đó cái bấm phím giờ, lúc bây giờ nó không phải sự kiện nữa bình thường nữa mà nó làm như là một thông tin cảm biến. Rồi mình ta làm bài này nhé. Khi bấm phím space là bắt đầu chơi thì quả bóng nó sẽ luôn nó sẽ bé đi, nó sẽ bé dần đi đến bé lúc nào đó thì nó dừng lại và chúng ta không thể bé được nữa và chúng ta sẽ dừng 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 trò chơi lại nhé. Giờ bây giờ làm như sau này, bây giờ tôi kiểm tra nhé, bây giờ tôi kiểm tra một chút thì bây giờ tôi thử kiểm tra rồi nhé này. Bây giờ tôi thử kiểm tra các bạn xem nhé. Cái lệnh mà thay đổi cái kích thước của là lệnh này, là lệnh đổi kích thước một lượng này đây. Được chưa? Đó, bây giờ tôi sửa tôi để lên làm được là 100 nhé, 100 đổi kích thước là tăng lên 100 nữa, tôi giảm đi này, không tôi làm lại lệnh này là kích thước bằng nhé, đặt kích thước bằng bằng 20 này. Đấy, bé nhé. Bằng 10 này. Thế đúng không? Bằng 10 này. Tôi nhớ là 11. 11 nó không nhỏ được nữa. 11 là 11 là hết rồi, không thể nhỏ nữa. 12. Đấy thì để cái được chưa? Để mình tôi 11 là cái này là 11 là hết này. Đấy. Thì làm như sau nhé, khi bắt đầu chơi thì quả bóng này nó sẽ gì, nó sẽ một mặt là nó sẽ di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình, và nó mỗi lần di chuyển thế nó sẽ nhỏ dần nhỏ dần đi. Đây làm cho bạn xem nhé. Đây đầu tiên tôi lập trình cho con lập trình cho cái quả bóng này là di chuyển ngẫu nhiên nhé. Khi bắt đầu chơi là cái này này, khi bắt đầu chơi nhé. Đây tôi làm lệnh này cho nó vào cái vòng lặp là vô hạn nhé, vô hạn, và nó luôn là thay đổi kích thước, một lượng là bằng là trừ từ 5%, nên nó thay đổi liên tục đó. Đây, thì thử xem như thế này, bắt đầu này nhỏ dần này đấy, đây đây là hết thôi, mình tôi kiểm tra được nhé.
Bây giờ các bạn xem là được gọi là tôi xem các bạn ngoài xem vậy nào thì biết là nó nhỏ đi bao nhiêu là vừa nhé. Nó không nhỏ về không rồi đâu. Đây, tôi kiểm tra nhé. Tôi vào trên hiển thị này. À, các bạn chú ý là có cái lệnh kích thước đây này. Nó làm cái hàm. Đây này. Nhỏ một là hết, không thể nhỏ hơn được nữa. Tôi kiểm tra lại cho từ đầu nhé. Để bấm vào đây nhé. Là 200% nhé. Đây, kích thước của nó đây. Tôi bấm lên chạy thử này. À, nhỏ dần này. Một là hết thôi. Như vậy là kích thước của bóng của chúng ta hiển thị trên màn hình nhỏ nhất của nó là 11, không nhỏ hơn được nữa. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Đây. Bây giờ chúng ta không dùng liên tục nữa, chúng ta làm như thế này. Chúng ta sẽ làm lệnh sau đây, chúng ta sẽ làm cái lệnh là gì? Làm cái lệnh là repeat until. Đây. Đâu rồi? Cái lệnh là lặp cho đến khi đây. Nhé. Lặp cho đến khi mà kích thước này nó bằng bao nhiêu, nó bằng 11 thì ta dừng lại. Nhé. Lặp lệnh này, lặp cái lệnh là thay đổi kích thước trừ một khoảng là trừ 5. Cho đến khi gì? Cho đến khi mà cái em đây, cho đến khi mà chúng ta vào cái lệnh ông phép toán đây đặt dấu bằng, cho đến khi mà cái kích thước của nó đây, kích thước đây, kích thước chính là cái này này, kích thước đây đấy, kích thước nó bằng 11 thì ta dừng lại đấy. Đây là mẹo thì người ta nhìn thấy mình đây một đấy nhé, chạy thử bạn xem nhé. Đấy, bắt đầu này, với phía space này. Đấy. 11 thì dừng lại chưa? Đó, đây là hết này. Thì bây giờ tôi làm cái bài này làm như sau này. À, tôi sẽ phải di chuyển thật nhanh con trỏ, con chuột để vào ly quả bóng thì nó sẽ to ra. Còn ra ngoài bình thường nó luôn nhỏ đi. Đấy. Nhỏ đi 11 thì dừng lại thì ta dừng lại. Như vậy thì là con chúng ta thua. Thì thế đây chúng ta sẽ vào cho cái lệnh là stop on vào đây. Dừng lại tất cả, cho vào đây. Dừng tất cả nhé. Rồi thế bây giờ tôi sẽ làm cái lệnh là gì, tôi sẽ điều khiển cái lệnh là gì, làm là tôi sẽ đưa chuột vào đây để cho con cái cho cái bóng nó sẽ to ra để tôi cứu nguy cái chuyện là nó bị nhỏ đi như thế này. Và trò chơi của tôi là chơi của chúng ta là ta làm sao mà giữ được càng lâu càng tốt cái thời gian để trò chơi nhé. Rồi chúng ta làm như sau này, chúng ta sẽ phải dùng cảm biến là va chạm với chuột. Đây chúng ta vào sự kiện đây, chúng ta vào bấm phím space nhé, một lệnh khác này. Đấy. Phím space nhé. Cho vào cái hạn, cho vào một cái vòng lặp liên tục, đã là cảm biến thì phải là liên tục. Đó, liên tục nhé. Và chúng ta sẽ kiểm tra nếu đây, nếu nhé. Nếu mà va chạm với chuột, chúng ta vào sensing cảm biến đây, quan trọng cái lệnh là nếu va chạm vào con chuột. Đó. Thì lập tức là kêu pop một cái cho quả bóng nó to ra. À, đây chúng ta sẽ cho lệnh nào đây, sẽ cho nó to ra tăng lên là 10% hay là 6%, nó to hơn là cái này nhé. Đây là to hơn nhé, đây là to hơn rồi đấy, to hơn này, là kêu pop một cái đây, bắt đầu âm thanh chúng ta cho nó kêu pop một cái phóng to lên nhé, và hiển thị ở một vị trí khác đây, lập tức là cho nó vào cái lệnh sau đây, vào cái lệnh là đi tới một vị trí ngẫu nhiên khác đấy. Được chưa, làm đây chúng ta thử nhá. Bắt đầu chưa, bắt đầu này, bấm space này. Ồ, nhanh quá, không kịp, nhanh quá, bây chúng ta cho quá nhanh. À, mà không chuyển động, bây giờ tôi muốn cho nó chuyển động cơ thì nó mới hay cơ. Để tôi thêm một ít nữa nhé. Quả bóng luôn luôn là chuyển động, luôn chuyển động thì làm như thế nào? Tôi phải copy cái này vào đây, copy cái này gần sang chỗ này và bỏ cái này ra và cho cái lệnh liên tục đâu à? Cho cái lệnh là liên tục, còn nó đi về phía trước, di chuyển về phía trước một cái đoạn ngắn thôi, là 4 thôi, gặp cạnh thì quay lại, đâu rồi, gặp cạnh thì quay lại, đây, để thấy vị trí ngẫu nhiên nhé, nhưng mà tôi muốn cho thay đổi hướng, thì làm như sau, tôi sửa lại một chút, đặt hướng bằng ngẫu nhiên, đây, từ 1 đến 3, 6, 10, 3, 6, 10, rồi.
Nếu tôi cho nó thay đổi kích thước một đoạn lượng bằng là -1 thì cho nó nhỏ dần, không thể nào nó trừ đi 3 này, và đây là 6 được rồi nhé. Rồi cho làm thử này, bắt đầu này, bấm đây này. Đấy. Nhanh quá, chúng ta không kịp, không không chúng ta không kịp xử lý nữa. Tôi là nó không hay lắm, tôi muốn cho nó nhỏ, cho cái này nhỏ lên -1, -1 nha. Đấy, khó quá, trò chơi này thấy khó đúng không? Đây, dừng lại rồi là thua rồi. Bây giờ tôi sẽ mà tôi sửa lại một chút cho nó hay hơn thôi, tôi sửa lại một chút cho nó, tôi đóng lại lại kích thước, tôi không cho không hoàn thiện nữa nhé, cho nó chuyển động chậm chậm một tí thôi, di chuyển là với tốc độ là 2 thôi nhé. Thế là kích thước là -1, -1, và tôi cho nó chờ một thêm một ít nữa chứ không nó nhanh quá, tôi cho nó chờ là 0,1 giây, đưa nó vào đây. Đấy. Để cho nó hay hơn một chút. Rồi chơi thử nào, bắt đầu nhá trò chơi này. Đấy. Đấy, được rồi đấy nhé. Đấy, nó vẫn to ra chứ nó không phải nhỏ đi, ta để không là nó nhỏ đi đấy. À, để tôi một chút, nó vẫn hơi chậm quá. Tôi bỏ cái này là 0,01 nhé, làm lại này. Cứ phải thử các kiểu. Đấy. Đấy, hay là vừa vặn rồi đấy. Nhá, nó nhỏ đi như này. Chúng ta làm chậm là nó không kịp, là nó không kịp nhanh đâu. Đấy. Đấy. Nhưng mà bài này là bài luyện nè. Đấy. Được chưa? Bây giờ thêm vào đây một cái lệnh nữa cho nó hay, là thêm vào dòng một cái câu là thua rồi nhá. Đây, tôi thua âm thanh vào đây, thua âm thanh vào đây nữa là gì, là thua rồi này, thua rồi đấy, để vào đây này. Thua rồi. Đấy, đặt tên cái này nó là thua, thua nhá. Giờ tôi đưa vào đây cái lệnh, tôi đưa cái lệnh là mà chuyện này, trước khi mà tôi dừng lại tất cả, nó cho một cái lệnh là thua rồi, âm thanh này thua rồi, phát âm âm thanh là thua rồi đấy. Đấy, được chưa? Thì như vậy đây là một cái trò chơi đơn giản thôi, rất là hay, và nó là cái một cái bài để luyện cái gì, bản chất của nó là luyện cái thao tác di chuyển nhanh mà chúng ta phải dùng cái, đây là cảm biến đấy này đấy nhé, và chơi lại từ đầu nhá. Bắt đầu. Đấy, có chơi phết đấy chứ không phải đâu. Đấy, phải rất nhanh thì mới chơi được nha. Cái này trẻ con rất thích đấy, trẻ con 3-4 tuổi có thể chơi được rồi. Chúng ta không đi rất nhanh, chúng ta không kịp nữa. Thua rồi. Đấy, thua rồi. Chúng ta ghi lại bài bài đây là bài số 3 nhé. Bài số 3 hôm nay là trò chơi là chạm bóng. Và thế như vậy là bắt đầu sang cái phần một cái là sẽ có rất nhiều trò chơi, rất nhiều chương trình có thể làm được. Vì cái cảm biến này là một trong những cái phần là lập trình lõi rất quan trọng của Scratch. Nhắc lại nhé, nhắc lại cho các bạn. Nếu mà học lập trình Scratch mà không lập trình thành thạo cảm biến thì coi thì theo tôi là coi như ta chưa coi chưa lập trình Scratch. Thế thì mà trong tất cả các trò chơi, tất cả những chương trình như phần mềm hay là cái ứng dụng gì đó thì cái Scratch này luôn, cái cảm biến này luôn đóng cái vai trò là quan trọng, và nó rất là đa dạng. Đấy, chúng ta thấy nhé. Bây giờ chúng ta chỉ học có vài cảm biến thôi mà thấy nó rất là hay rồi nhé. Thì phần này là phần sẽ có rất nhiều ứng dụng trong 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 tương lai, nhưng mà dần chúng ta sẽ làm. Rồi bây giờ trước khi mà sang phần tiếp theo đấy khó hơn, thì tôi hôm trước quên mất hôm trước
tôi hứa với lớp mà tôi sẽ tôi sẽ chữ lại một tập ở trên lớp của mình nhé. Bài này là bài của hôm trước, hôm nay tôi chữa. Bài này là bài như sau nhé, hôm trước tôi làm như vậy. Chúng ta có bóng sân sân sẽ ở đây. Bài bên cạnh có một con số từ 1 đến 10 hay bao nhiêu cũng được nhé. Chúng ta nháy chuột lên quả bóng thì có tiếng là số 1, có tiếng là 1. Thì số 1 nó biến thành số 2. Chúng ta gõ tiếp tục thì nó là số 2. Thì bài này là bài là nhìn số và nghe âm thanh để học tập đếm. Đấy, các bạn đơn giản nhé. Bây giờ bài này là bài hôm trước cho bài tập về nhà, tôi sửa bài tập đó. Bài này là bài của hôm trước chứ không phải bài của hôm nay. Không nằm trong cái phần là nó không nằm trong cái phần là phần cảm biến thì tôi vẫn được chưa? Bây giờ tôi làm bài 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 đó nhé. Đây tôi làm bài như này, tôi sẽ cho quả bóng vào đây. Quả bóng sẽ nằm ở đây nhé. Bên này quả bóng cố định của số ở ở bên này nhé. Bây tôi cho bóng nó to ra một tí, to ra tôi để đây là kích thước, tôi để kích thước của nó là 200 nhé. Nó dễ chơi đâu mà 200 nhá. Rồi, và bên này tôi sẽ cho cái nhân vật của chúng ta là chính là cái nhân vật mà dùng để làm số thì làm như nào? Đây, tôi đưa vào đây. Phía dưới nó có số đấy. Đâu nhỉ? Đây. Số 1 thôi nhá. Chúng ta sẽ cho số 1 đến số 10 đấy nhá. Để tôi làm số 1 đây. Đó, tôi để ở đây nhá. Đấy. Thế việc muốn làm chúng ta muốn đổi số 2 thì chúng ta không cần thiết phải tạo thêm nhân vật đâu, dùng ngay nhân vật này thôi. Nhân vật này tôi sẽ đặt tên nó là nhân vật, đây đặt tên nhân vật nó là đây, nhân vật nó sẽ là đặt tên nó là number nhé, number. Nhân vật này sẽ có các cái trang phục là chính là số 1, số 2, số 3, số 10. Tôi đặt đến 10 thôi. Còn các bạn sẽ về nhà các bạn sẽ mở rộng ra đến 20 nhé. Đây. Đây là con số 1 đây này. Thực hiện đây là trang phục 1 nhé. Tôi sẽ bổ sung vào đây là thêm cái trang phục nữa là từ 2 cho đến 10 nhé. Trong máy tính có sẵn số 2, số 3, số 9 rồi thì rất dễ. Tôi chỉ việc bấm vào đây tôi bổ sung thêm nhân vật. Tôi gọi là 2 nhé. Thì số 2 tôi gọi tôi biết là có chữ thu nó ra ngay này. Thu. 2 đây, 2. 2. Không ra à? Đây 2 này, 2 này. Đây là số 2 đây nhé. Số 2 tôi kiểu đây là 2. Rồi tôi bổ sung thêm đây là số 3. Có đây số 3. Tìm thấy ngay 3 đây này. Đó. Tôi đặt tên này là 3. Đặt tên đúng cái số của nó cho nó dễ nhé. Các bạn chú ý là khi chúng ta là xử lý với các cái trang phục thì các trang phục luôn đánh số từ 1 cho đến từ 1 trở đi. Chứ tên của nó thường đặt tên đúng là tên theo 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 thứ tự luôn cho nó dễ. Còn đặt tên khác cũng được nhưng mà cái đó là học học xong. Nhé, 1 2 3 đây rồi. Bây giờ chúng ta làm tiếp đến 4 này. Họ số 4 đây để tìm. Đây 4 đây nhé. Rồi, đây tôi gọi là số 4 này. Tiếp theo là tôi đã làm số 5, tôi làm cho 10 thì cho nó dễ nhé, 5 đây, 5 đây. Đấy. Chúng ta sửa cái này thành 5. Rồi, sau đó là chúng ta chọn tiếp số 6. Không đến đến 10 thôi nhé. Còn về nhà các bạn sẽ làm tương tự cho đến bao nhiêu cho làm đến 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 mấy nhiêu? 6 nhé. Tiếp theo là 7. 7. Đấy. Thì từ 1 cho đến 9 thì dễ rồi, vì nó có sẵn hình nhân vật của chúng ta. Thì số 10 là hơi khó, tôi sẽ làm sao? 7 này. Xong bây giờ đây là 8 này. 8 đây. Đấy. Sửa cái này thành số 8 nha, thành đặt tên là 8. Tiếp theo là 9 cũng dễ, 9 đây. 9 rồi. Đưa sang số 10 là khó hơn nhé, 9 đây nhá. Đây. 9 đây. Bây giờ 10 làm phải làm như nào? 10 chúng ta sẽ phải ghép hai cái nhân vật là số 1 và số 0 lại. Đó, thì hơi khó hơn nhé. Thì tôi mô tả các bạn cách chúng ta ghép lại này. Chúng ta bấm vào đây, ta đưa vào tiếp theo là chọn số 1. Nó chỉ có một, chỉ có thế này thôi. Một đây nhé. Đấy. Thế bây giờ muốn mà chúng ta bổ sung thêm vào đây số 0 thì làm như thế nào? Thì làm như thế này. Đây. Bây giờ chúng ta, các bạn là phải làm mẹo. Đây nó có rất nhiều lệnh này. Mà tôi mô tả gọi một cái lệnh, ta để nhỏ lại nhé.
Bây giờ chúng ta sẽ nhầm như sau. Chúng ta sẽ số này sẽ là số 10 này, nhưng mà chọn số 1. Bây giờ tôi sẽ bổ sung vào trong máy tính của chúng ta thêm một nhân vật nữa, là nhân vật là số 0. Số 0 nhá. Và bây giờ tôi sẽ copy cái không này vào số 1 này. Số 1 này tôi phải chọn nó hay nó ở dạng là vector. Các bạn chú ý là ở trong cái mô hình mà là điều chỉnh ảnh của cái trang phục của Scratch, nó có hai chế độ, một chế độ là chế độ vector và hai là chế độ gì? Hai là chế độ bitmap. Thì mặc định nó là vector. Vector là nó tạo ra từ những cái hình đơn giản khác. Chúng ta có thể là vẽ thêm, rồi chúng ta có thể xóa đi các cái cấu hình, các cái thành phần của nó. Đấy. Thế đây là hình mà nó là để cho bấm lên nó có chọn đấy, như thế chúng ta có thể chọn cả tất cả này đó, chúng ta kéo sang phải được chưa. Rồi tiếp theo chúng ta xóa số 0, chúng ta chọn cả số 0 rồi, và ở đây chúng ta sẽ có cái lệnh như này, là lệnh này, cái lệnh này này là lệnh gì đây, lệnh sao chép nhá. Đây chính là lệnh sao chép, đây chính là lệnh dán. Chúng ta sao chép thì toàn bộ chúng ta đánh dấu rồi, nó sẽ sao chép vào và clipboard vào bộ nhớ. Bấm đây sao chép, rồi chúng ta sang số 1, chúng ta bấm bấm này nó sẽ ra đó. Như vậy con thấy như vậy số 1 bìa là cạnh số 0 rồi đấy. Bây giờ chúng ta căn cho thẳng hàng với nhau, chúng ta căn cho thẳng hàng với nhau thôi đấy. Và bây giờ chúng ta căn tâm nó vào giữa đi, chúng ta chọn cả hai và chúng ta kéo này vào giữa này, cái tâm nói này đấy, tâm nó lên ra đây, chúng ta để đây lên tâm nó sẽ vào giữa số 10 đó. Và bây giờ chúng ta đặt tên cái ảnh hình này này là đặt tên là 10 đó. Thế nào, rất đơn giản. Và bây giờ cái nhân vật số 0 này này là thừa, không 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 dùng nữa, ta xóa đi, tôi cần 10 thôi mà. Còn các bạn có thể về nhà các bạn là nhưng chúng ta đã có đủ nhá, nhưng mà là từ 6 7 8 9 10 rồi đấy. Thế bây giờ vấn đề là chúng ta sẽ lập trình, nhưng mà chúng ta muốn có âm thanh, chúng ta sẽ phải tạo ra một cái âm thanh nhé. Chúng ta thu âm thanh vào đây, chúng ta sẽ thu âm thanh là 1/10 bản chính nhân vật này. Đây là nhân vật chính nhé, đây nhân vật phụ để mà hiển thị thôi. Đây làm như nào, tôi sẽ vào âm thanh và tôi sẽ tạo ra các file âm thanh, đặt thu âm thanh là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chúng ta làm thế hơi mất công một tí nhưng phải làm. Cái việc thu âm thanh là rất quan trọng luôn đấy. Cái người mà chúng ta làm sản phẩm ấy thì phải có người vẽ đẹp, có người nói tốt, nói rõ ràng, nói tốt để mà thu âm thật đẹp, thật tốt thì phần mềm nó mới hay được. Cái này là cái rất quan trọng nhé. Là ra phần mềm, ra sản phẩm số là phải có âm thanh tốt. Đây, bây giờ tôi sẽ xóa cái này đi, không còn cái này nữa. Tôi xóa cái này đi và tôi sẽ... Rồi, và tôi sẽ thu âm các số, các âm thanh là phát ra là 1/10 nhé. Bấm đây thôi. Một Bấm vào đây này. Đó. Bấm được vào thu âm này. một Một. Đó, chúng ta chỉ việc thu vào đây thôi. Đấy, nó kéo cái này vào đây. Nghe được. một Rồi, xong. Đặt tên nó là một. Là dễ nhé. Rồi, tiếp theo là cái số 2 này. Hai. một Đó, thử nó, nghe thử. hai Một. Đấy. Chúng ta vào đây là số 2 nhé. Rồi. Đó là quả là như vậy. hai Làm như vậy cho đến 10 nhé. Để làm nhanh cho các bạn. Tôi chữ âm đại khái mà. 3. ba ba Xong. Hơi lâu một tí là như vậy. 4. bốn bốn Đấy. Không ngon đâu, không lâu đâu. năm 5. Đấy. Bạn hình như các bạn một số lớp một số bạn đang cũng ghi giống chúng tôi đúng không? năm Rồi xong 5 nhé. sáu Ồ, nhầm. 5 rồi, 5 đúng không? Bị đến 6. chị em đây Đấy, sáu em đây 6 nhé. vừa gọi điện cho chị vâng Các bạn có thể làm cùng cùng giống tôi cho nó cứ làm đi, thoải mái em, nhưng tôi làm chơi đấy mà không phải làm thật, cho nên là không cần thiết phải. 7.
phải quá tốt. Còn nếu mà làm thật Ôi ấy, trời thì chúng ta phải làm zoom thật ơi. Bảy. không cần là chính xác thì hay được nhé. Thế bây giờ làm nào để lấy cái kia nhỉ? Chị bảo là với bảo nó để nhờ để Mai đưa cho. À, bắt đầu này. 8. Tám. 8. Rồi. 9. Không, không đọc được. Chín. Xong. Mười. Mười. Đấy. Như vậy chúng ta đã thu âm xong nhé. Như vậy là chúng ta có một cái bộ dữ liệu bao gồm là quả bóng này với âm thanh từ 1 đến 10 này, và nhân vật thứ hai là nhân vật number này. Number này là nhân vật là hiển thị các số từ 1 đến 10 được. Đấy. Được chưa? Để nhân vật là number đây. Number đây là có số từ 1 đến 10 đây. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xử lý. Bài này rất đơn giản thôi. Cái làm như sau này, chúng ta tạo ra một cái biến nhớ, đặt tên là number, nhé. Thì bắt đầu nó là một. Khi chúng ta mà nháy chuột lên quả bóng ấy, thì nó sẽ phát âm thanh, và phát âm thanh xong rồi thì âm thanh đó nó sẽ, cái số number đó nó sẽ tăng lên một đơn vị. Và cái nhân vật thứ hai, number này nó luôn luôn hiển thị theo số lượng number đó, cho nên nó luôn hiển thị chính xác. Bây giờ cô đang cùng làm những bài nó rất đơn giản. Khi chúng ta làm xong cái bộ dữ liệu này rồi, bộ dữ liệu gồm có hình ảnh, âm thanh, nó là một cái bộ dữ liệu gốc, một cái bộ tư liệu gốc của phần mềm, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lập trình. Rất đơn giản thôi, không có gì cả. Đây, bây giờ chúng ta lập trình cho con, cho nhân vật quả bóng nhé. Chúng ta tạo ra một cái biến, nó có tên là năm đi, năm. Được chưa? Đây, ban đầu quả bóng sẽ nằm ở giữa, là quả bóng sẽ nằm ở đây nhé. Tôi đặt vị trí nó nằm ở đặt vị trí này này. Và kích thước của nó là đang 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 là một kích thước của nó là đang là nó sẽ là 200. 200 đây. Đó. Và đặt cái biến của chúng ta, năm của chúng ta là một. Năm là một. Được chưa? Đấy. Rồi, thế bây giờ chúng ta làm như sau này. Khi chúng ta nháy lên cái đinh, nháy lên quả bóng này, thì bóng nó sẽ phát âm ra cái âm thanh của cái năm này. Phát âm xong rồi thì cái này nó sẽ tăng lên là một. Chúng ta làm để cho chúng ta làm rất đơn giản này. Như sau nhé, đây. Khi chúng ta mà nháy chuột đây, khi chúng ta mà nháy chuột lên nhân vật này, đó, thấy không nào? Thì nhân vật đó sẽ phát âm thanh. Chúng ta đợi nó phát âm thanh đến hết thì dừng lại nhé, để phát âm thanh đến hết. Phát thanh là cái gì? Phát âm thanh chính là cái số tự của chúng ta, chính là chúng ta đưa cái âm thanh này vào đây. Nào, đưa vào đây đấy, rất quan trọng nhé. Đây là lệnh này, phát âm thanh là ứng với là cái năm, này là cái number, là số chạy từ 1 chuyến cho đến 10 đấy, đó, được chưa? Đấy. Được chưa? Đến hết, và đến hết, và khi nó mà phát âm đến hết rồi, xong âm thanh rồi, thì chúng ta sẽ tăng cái, chúng ta sẽ trên cái năm này bay một, bay một, tăng lên một đơn vị. Đấy. Còn cái nhân vật này này, nó sẽ luôn hiển thị theo cái số năm đó. Đây, chúng ta chọn lệnh này nhé. Chúng ta đang lên chương trình cho nhân vật năm mà nhé. Thì chúng ta sẽ có lệnh đơn giản như này thôi, là nó sẽ liên tục là nó hiển thị theo cái trang phục. Đấy. Trang phục là cái gì? Là năm. Đấy, mình nó chỉ có một đúng lệnh thôi. Rất đơn giản. Nhắc lại nhé, là đây này, bên này là khi chúng ta nhấn chuột lên quả bóng này, nó sẽ phát âm đến hết thì thôi, sau đó chuyển cái năm lên lên một. Thì khi chuyển lên một này thì đồng thời bên này nó sẽ chuyển luôn tiếp theo. Rất đơn giản, chạy thử chọn xem nhé. Đây này. Bắt đầu như này. Một. Không chuyển à? Một. À, kiểm tra lại xem tôi dùng lệnh sai hay sao. À, phải đặt nhé. Nhầm đặt mà là phải thay đổi. Thay đổi cái năm này lên một đơn vị. Đấy, cái này mới đúng này. Thay đổi nhé, làm lại này.
nhá. Một, Đấy. hai, ba, bốn, năm, sáu, Thấy không nào? bảy, tám, chín, mười. 10 là hết nhá. Bây giờ bấm lên 10 nữa nó sẽ không được nữa này. Một. Đấy, nó quay lại một. Thế được, không sao. Như vậy bài này là cái bài là từ hôm trước nhá. Tôi chúng ta ghi lại cái bài này. Cái bài này là bài nằm về hôm trước cơ. Là cái bài ở trong tôi đã ghi lại bài số 4. Đến đến. 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 Được chưa? Đấy, nhìn bên là bài hôm trước nhá. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ sang một cái em vừa rồi chúng ta làm quen với vài cái lệnh liên quan cảm biến. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái bài tập khác mà dùng cảm biến ở mức độ là sâu hơn một chút nhé. Đấy, thì là chúng ta sẽ thấy là nó sâu hơn như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Đây. Hôm trước tôi nói cách chúng ta điều khiển chuột. Khi ta nháy chuột lên màn hình, chúng ta sẽ cho con mèo này sẽ quay về hướng con chuột. Được chưa? Thì cái việc nháy chuột đó thì nhắc lại, hôm trước chúng ta học cách chúng ta điều khiển như vậy bằng cách là coi việc nháy chuột như là một sự kiện. Đấy. Thì làm như thế nào? Đây, thì hôm giờ nhắc lại cái bài hôm trước nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ học vẫn là cái lệnh nháy chuột đó, nhưng mà bây giờ được hiểu là một cảm biến thì nó khác. Lập trình mà nhận biết cái cảm biến là làm nháy chuột như cảm biến thì nó khác với lập trình là coi nháy chuột là một sự kiện. Bạn chú ý nhé. Đó. Rồi bây giờ chúng ta làm lại cả hai bài chúng ta thấy là như thế nào nhé. Bài 1 là tôi làm như sau. Tôi sẽ nháy chuột lên màn hình. Lập tức con mèo sẽ xoay mặt về cái hướng con trỏ chuột và đi về phía trước là 5 bước. Đó là lệnh này nhất bài tập như vậy. Thì bài tập này tôi sẽ làm theo hai cách. Cách một là dùng cái lập trình sự kiện để ta lập trình, rất là hay. Cách hai là dùng cảm biến để ta lập trình. Một cái có một hay cái dở của nó nhé. Nhưng cái này các bạn sẽ khi làm nhiều, các bạn sẽ thấy là làm nhiều thì hợp lý hơn, tùy tùy từng trường hợp, tùy từng cái tôi sẽ nói sau cái ý nghĩa của cái hại này nó khác nhau như nào. Chúng ta thấy là khi nào thì dùng thì coi cái việc là nháy chuột như là một sự kiện thì chúng ta xử lý, khi nào chúng ta coi việc nháy chuột như một cảm biến thì chúng ta xử lý. Đầu tiên tôi làm cái việc là nháy chuột như là một sự kiện đã nhé. Chúng tôi hôm trước nói rồi là cái con mèo nó không nhận biết được khi chúng ta nháy chuột lên màn hình. Lên con mèo thì chúng ta nhận được những cái bên ngoài không, vì bên ngoài là chỉ có là sân khấu nhận biết thôi. Đấy, thế làm thế nào thì khi đó chúng ta sẽ phải dùng dùng cái biến để chúng ta mô tả nhé. Thế như sau này, để tôi làm lại cái bài của hôm trước nhé. Đây, chúng ta sẽ tạo ra một cái biến có tên là click. Biến này nó có ý nghĩa gì? Nó có ý nghĩa như sau. Biến này nó nghĩa là như sau. Cái biến nó có tên là click nhé. Cái biến này mô tả là người dùng bấm màn hình hay không nhé. Thì mặc định thì click nó bằng không. Khi click bằng một thì nó là chúng ta vừa mới nháy chuột xong, thì chúng ta con mèo sẽ xoay về về quay về hướng chuột và di chuyển về phía trước là 5 bước. Được chưa? Đấy, thì như là như sau nhé. Đây, chúng ta vào lập trình cho sân khấu trước này. Sân khấu nhé, đây. Khi bắt đầu chơi nhé, lập trình sân khấu này, khi bắt đầu vào chương trình, đây. Chúng ta lại cẩn thận nhé. Chúng ta đặt cái biến click là bằng không. Tức là click này có ý nghĩa sao? Bằng không khi mà gì? Click bằng không khi mà chúng ta chưa nhấn chuột lên màn hình. Bằng một, tức là đã nháy. Được chưa? Rồi, chúng ta làm như sau này. Sự kiện đây. Đây là cái lệnh là khi người dùng bấm vào phông nền, đấy, khi người dùng mà nhấn chuột lên màn hình nhé, thì sân khấu mới nhận biết thôi. Sân khấu là cái nơi mà nhận biết được cái sự kiện người dùng nháy chuột lên lên màn hình đó, chứ con mèo cũng nhận biết được. Thì khi mà chúng ta bấm chuột lên màn hình, lên phông nền này này, lên sân khấu này,
thì chúng ta sẽ đặt lại cái biến tích là bằng một đó, để báo cho con mèo biết là à như vậy là chúng ta đã bắt được click màn hình rồi. Được chưa? Đây là hãng lệnh mà điều khiển sân khấu. Bây chúng ta sang con mèo này. Đấy. Thì như sau nhá. Đây. Chúng ta sẽ phải đưa vào một cái vòng lặp mà vĩnh viễn đây và kiểm tra nếu người dùng mà nháy chuột. Đây, chúng ta đưa vào vòng nếu nháy chuột tức là gì? Khi mà click bằng một. Đây, khi mà click bằng một, đây, chúng ta đưa cái này ra nhé. Đây, khi mà cái biến click tức bằng một tức là người dùng vừa nháy chuột xong, được chưa? Thì làm sao? Chúng ta sẽ phải như sau, chúng ta sẽ phải cho một là thứ nhất là cho mèo là xoay về hướng con giỏ chuột, dùng cái lệnh này là hướng về phía đối tượng là con giỏ chuột đó. Đấy. Và mèo đi về phía trước là 5 bước hay là 10 bước, 5 bước đi. Nhưng mà sau đó là phải đặt lại ngay là biến click tới bằng không, không không thì nó sẽ đi mãi bằng không lại đó. Nhưng mà đặt bằng nếu mà click bằng một nhá thì đặt quay về hướng con trỏ chuột và di chuyển về về 5 bước, di chuyển về phía trước con trỏ chuột 5 bước và đặt lại click bằng không. Tôi kiểm tra cho bạn xem như này, bấm vào đây này, đây nhé, đấy, di chuyển, không đi à? Đấy, nó đi chứ, đi chậm chậm thôi. Đấy. Có đi không nào? Có đi nhé. Đấy. Mình muốn cho thành cái kêu cho hay nhé. Và con sân khấu đây. À, khi mà bấm 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 phông nền, tôi cho nó kêu 1 tiếng cho nó hay ho nhé. Kêu click này, pop này nhé. Không to nhìn này. Đấy. Đấy, di chuyển đấy. Không nào, di chuyển. Đấy, thì đây là cái với đây là cái đoạn chương trình mà là lập trình điều khiển mèo, lập trình điều khiển chuột cho mèo nhưng mà sử dụng sự kiện đây, sự kiện này. Nhưng mà con thấy lệnh này vẫn phải dùng cái biến, mà cái biến này khi chuyển sang mèo vẫn phải đưa vào một cái vòng lặp mà là vĩnh viễn. Thì bản thân click như này, cái biến click nó đóng vai trò chính là một cái, nó đóng vai trò chính là một cái đấy, chính là một cảm biến đấy nhé. Bây giờ tôi ghi ra. Bài này quan trọng, bài này mà quan trọng. Thứ năm này là điều khiển mèo bằng chuột. Đây là cách một nhá. Cách một. Mà không được, bây giờ tôi sẽ làm cách hai hay hơn nhiều. Cách hai là dùng thực sự cảm biến luôn. Cách một này bản chất chúng ta vẫn phải tạo ra một cái biến nhớ là click như thế này, và chúng ta đưa cái viên click này vào trong chương trình của con mèo, đưa vào một cái vòng lặp mà là liên tục. Thì bản chất cái click này đóng vai trò chính là một cảm biến đấy, được chưa? Nhưng mà chúng ta sẽ không dùng cái không 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 thông qua cái lệnh này nữa của sân khấu nữa, mà chúng ta dùng trực tiếp cảm biến luôn nhé. Bây giờ chúng ta làm cách hai này, cách hai thậm chí là không cần thiết phải dùng cái biến nhớ là click nữa, new cái mới nhé. Đây, bây giờ làm như sau này. Thì đây là cái bài tập mà bài số 2 là điều khiển mèo bằng chuột. Chúng ta nháy chuột lên màn hình thì mèo sẽ di chuyển xoay về hướng con trỏ chuột và di chuyển về phía con mèo là 5 bước, di chuyển về phía con trỏ chuột là 5 bước. Và chúng ta dùng cảm biến. Chúng ta coi cái việc là nháy chuột như là một cảm biến. Đó. Được chưa? Thì làm như nào? Đây. Ở trong sensing nó có một cái lệnh là lệnh sau đây, lệnh là như thế này. Lệnh là chuột được nhấn chưa? Đó, đây chính là một cái cảm biến đây. Theo là lệnh này đây là cái lệnh nằm trong cái nhóm là cảm biến nhá. Vậy đây là cảm biến. Cảm biến gì? Cảm biến là chuột được nháy, chuột được nhấn. Khi nháy chuột thì cái lệnh này nó trả lại là đúng, còn không nháy chuột nó trả lại là sai. Như vậy cái lệnh đây chính là một cái lệnh cảm biến rất quan trọng. Bạn thấy không nào? Như vậy là cái việc mà nháy chuột là nó lập với con mèo và mèo nó hiểu, à nó hiểu nó là một cái cảm biến. Và như vậy mèo sẽ phải răng ra, phải dùng lệnh cảm biến để chúng ta luôn là chờ tín hiệu. Nếu người dùng mà nháy chuột thì nó coi như là một tín hiệu cảm biến, lập tức mèo xử lý luôn trong chính cái này. Thì làm như sau nhé. Đây rất đơn giản thôi, chúng ta vào sự kiện đây,
Chúng ta bắt đầu rồi nha. Chúng ta đưa vào một cái vòng lọc vĩnh viễn. Đây, vòng lọc vĩnh viễn. Sau đó kiểm tra. Bất cứ khi nào kiểm tra. Kiểm tra nếu mà chuột được nhấn. Thấy con nào? Đây, đây chính là cái lệnh kiểm tra cảm biến đây. Đó, chúng ta đưa vào đây. Nếu mà chuột được nhấn thì lập tức gì? Lập tức là mèo là xoay về hướng con chó chuột. Đó. Và đi về phía con chó chuột là 10 bước. Đó. Như vậy cái lệnh này là trong một chương trình thôi mà không cần dùng lệnh ở bên đây nữa, không cần dùng lệnh ở bên sân khấu nữa và vẫn ta đều điều khiển được mèo như bình thường nhé. Ra chạy thử đây. Đấy, thấy con nào rất nhanh, rất nhanh. Bây giờ tôi sẽ làm cho nó kêu nhé. Chúng ta nhấn nhá thì nó kêu pop một cái, chúng ta vào âm thanh đây. Chúng ta dùng cái lệnh là pop, không dùng lệnh meo meo. À, mà chúng ta sẽ phải thêm cho con mèo thêm một lệnh pop nữa vào đây nhé, âm thanh này. Bây giờ tôi sẽ bổ sung âm thanh, bổ sung một cái pop. Ở chỗ nào? Đưa vào đây nhé. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại mèo và cho nó kêu âm thanh pop, cho nó kêu vào đây này. Đó. Rồi chúng ta thử nhé. Đây. Rất nhiều luôn thì đấy, thấy không nào? Đấy. Như vậy đây là cái bài thứ hai anh hay hơn rất nhiều. Không còn dùng biến nữa và mèo sẽ xử lý việc nháy chuột như là một cái cảm biến. Có thấy có hay hơn trước không nào? Để tôi ghi lại bài này nhé. Bài này là cách 2. Bài 6 là điều khiển mèo bằng chuột, điều khiển mèo bằng chuột. Cách 2 dùng cảm biến. Đấy, dùng cảm biến. Bài này rất quan trọng nhé. Thấy không nào? Đấy. Được rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bài tập mà một bài trò chơi nhé. Trò chơi là bây giờ tôi cho trò chơi là mèo đuổi chuột. Bây giờ chúng ta có con mèo ở đây nhé, mèo đứng ở đây này và chuột đứng ở đây. Tôi tìm con chuột này. Chuột ở đâu không nhỉ? Đây chuột đây nhé. Này, một chuột ở đây nhé. Thì bạn này làm chuột luôn là chạy, nó chạy và nó chạy, nó có xuống chạy ra xa mèo, chạy ra xa mèo và nó chạy chạy lung tung. Và chúng ta sẽ phải dùng chuột để chúng ta điều khiển con mèo, điều khiển con mèo. Và nếu mèo mà va ăn được chuột thì thua, thì dừng lại. Mèo sẽ kêu meo và lập tức chương trình dừng lại hết. Đó, thì chúng ta làm từ bản đầu tập nhất, một tập đơn giản thôi, là một cái trò chơi là mèo đuổi chuột đơn giản. Và bây giờ là nó có thêm rất nhiều sự kiện cảm biến rồi đấy. Nếu mèo điều khiển mèo bằng chuột bằng cách chúng ta nháy chuột lên màn hình thì mèo sẽ di chuyển về phía con chó chuột làm 10 bước. Được chưa? Rồi, sau đó là nếu mèo mà chạm phải chuột thì mèo kêu meo meo và dừng lại, chuột cũng dừng lại luôn. Chuột lập tức cũng dừng lại và chuột sẽ biến mất, coi mèo ăn chuột rồi nhé. Nhắc lại là mèo đuổi chuột như vậy nhé. Thì bắt đầu là mèo ở đây. Bắt đầu là mèo ở đây nhé. Đó. À, mèo ở đây bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Bắt đầu đây. Đây là mèo. Mèo nhé. Đấy, đây là bắt đầu là mèo ở đây nhé. Còn chuột sẽ ở đây nhé, ban đầu. Ban đầu đây. Chuột đâu rồi? Rồi. Đang bắt đầu là chơi luôn. Chuột sẽ bắt đầu di chuyển như sau, chuột sẽ di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình nhé. Thôi được, cho chuột di chuyển thật nhanh, nó chuyển luôn trên màn hình. Đấy. Được, chúng ta cho chuột di chuyển luôn này. Chúng ta cho một cái vòng lặp vô hạn này, đúng không? Và chuột sẽ luôn di chuyển nhanh. Đây. Di chuyển 10 bước trên màn hình. Góc cạnh thì quay lại. Thì bật lại. Được chưa? Góc cạnh thì bật lại. Đây.
Làm này có cái dở của nó là chuột nó có thể đi mà nó không nhìn thấy mèo nó cả, nó sẽ va vào mèo như thế được. Cái bài này về nhà các bạn sẽ làm thêm, cái yêu cầu thêm, nhưng mà chắc là như vậy, là như vậy đó nhé. Chuột này đó, bây giờ cho chuột nó di chuyển thêm một hướng khác đi cho nó hay hay, chứ không chuột nó thừa thừa hướng kia để chết. Đây chuột đây nha. Bây giờ làm cách nào để cho thấy là chuột tu luôn là sẽ đi, sẽ chạy về cùng hướng với mèo, làm thế nào thì khó hơn đấy, để luôn tránh tránh xa mèo ra, chuột chuột sẽ luôn là quay về cái hướng cùng với mèo, quay mèo đi về hướng chuột thì chuột sẽ đi về một cái hướng khác, làm chuột chạy ra khỏi ra xa mèo mà. Thì làm thế nào thì chúng ta sẽ làm ngay bây giờ, ta luôn một cái bệnh này chúng ta tìm hiểu một chút nhé. Được rồi, đây thì như sau nhé. Thì chuột sẽ làm thế nào, chuột sẽ luôn là để tránh ra xa mèo thì luột chuột sẽ luôn là quay về cùng hướng với mèo và đi về phía trước chuột nhanh hơn nhé. Chuột sẽ quay về hướng cùng với mèo, làm cách nào thì đây là lệnh hoàn toàn là cảm biến nhé. Chuột sẽ cảm biến được là con mèo nó đang đang nhìn về đâu và chuột sẽ quay theo cùng hướng với mèo và di chuyển về phía trước, và chuột với ưu thế là chạy nhanh thì chuột sẽ di chuyển sẽ nhanh hơn và hy vọng là sẽ tránh xa được con mèo. Và chúng ta sẽ phải điều khiển con mèo bằng chuột, bằng con trỏ chuột đấy, làm sao nó để tắt đón đầu để đón được chuột nhé. Đó, cho thêm một cái nữa, cái điều kiện này là khó hơn, là rất khó, nhưng mà tôi mô tả luôn lệnh đấy, các bạn chú ý nhé. Chuột sẽ luôn nhìn thấy hướng của mèo một cách nào bằng cái biến dẫn viên sau đây. Đây chúng ta vào chuột nhé, và chúng ta vào sensing, chúng ta vào cảm biến đây, đặt tên đây, đặt tên con này là con mèo nhé, đặt tên như con này là con mèo, đừng thành cho con này mèo dễ nhất, mèo này, đặt tên con này là con chuột này, chuột nhé. Rồi thì tôi lấy cái điều khiển tiếp là chuột sẽ luôn di chuyển về phía trước là 10 bước này và bật lại nếu mà chạm cạnh, nhưng mà tôi sẽ bảo đảm rằng là chuột rất là nó khôn, là nó nhìn thấy hướng của mèo và luôn xoay cùng hướng với mèo để di chuyển về phía trước, cho nên là nó sẽ bảo đảm là nó tránh được chuột, tránh tránh được mèo. Rồi đeo chuột đấy nhá. Thì ở trong sensing của chuột chúng ta sẽ thấy có lệnh sau đây, lệnh này này, đây lệnh này rất quan trọng, đây là cái lệnh rất con lệnh lệnh rất là nâng cao, lệnh cực kỳ nâng cao luôn, trước đây các bạn theo trong lệnh này được nhé, tất nhiên là dạy sau cùng mà thôi được. Lệnh này là cho phép một nhân vật này quan sát được thuộc tính của một nhân vật khác thông qua cảm biến đó. Thì con chuột có thể nhìn thấy con mèo này, đấy nhìn thấy mèo và nhìn thấy hướng con mèo, đây hướng đấy. Thì đây là cái cảm biến nó cho con chuột biết rằng à, chuột sẽ nhìn thấy là hướng của mèo là như thế nào đó, và khi đó thì chuột sẽ rất là khôn, là chuột sẽ luôn là đặt hướng của mình theo đúng hướng của mèo. Đấy, thấy không nào, đây là lệnh là chuột sẽ đặt hướng của mình theo đúng hướng của mèo và đi phía trước là 10 bước. Đây, đưa vào đây thì chuột nó sẽ bảo đảm nó sẽ chạy như thế này, để lấy ví dụ cho bạn xem nhé. Đấy, nó đứng im một chỗ thì nó không chạy như này, đấy nó đứng im một chỗ nhé. Chúng ta sẽ xoay xoay mèo này, chúng ta xoay mèo đi nhé, đây chúng ta xoay mèo này. À, đây là sẽ xoay mèo đi nhé, mẹ ta xoay mèo này. Đấy, thấy không nào? Đấy, chuyện nó thay đổi theo nó tránh mèo ra. Đấy, có thể nó tránh mèo lên. Đấy, hay đấy nhé, được rồi. Được chưa? Rồi, như vậy chúng ta làm lại, chúng ta làm lập trình lại nhé. Ban đầu là mèo đây. Ban đầu là mèo nhìn nhìn về hướng ngẫu nhiên, đây ta đặt về hướng ngẫu nhiên đây nhé, mèo đây này, đây là chuột nhé, chuột đúng rồi nhé, vì sang mèo này, mèo đây này, ban đầu là mèo sẽ quay về hướng một cái hướng nào đó bất kỳ, cái hướng nào 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 nó bất kỳ nhé, ví dụ như là hướng này không quan trọng, hướng này, đó, được chưa? Bắt đầu chơi này, đấy, nó cứ đứng đây, chuột luôn tránh, đúng nhé. Giờ bây giờ tôi làm như sau này, bây giờ chơi như sau nhé. Bây giờ lập trình như sau này, tôi sẽ điều khiển con mèo,
bằng bằng khi chúng ta nháy chuột lên con mèo lên 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 sân khấu thì mèo sẽ xoay về hướng của trò chuột và đi phía đó với cái vận tốc là 5 bước thôi nhé. Chúng ta dùng cảm biến, chúng ta vào sự kiện, ta vào sự điều khiển và vào trở lại lặp liên tục và kiểm tra. Nếu mà người dùng nháy chuột để nếu nhé vào cảm biến, và nếu mà đây chúng ta vào cảm biến và chọn lệnh là nếu chuột được nhấn đấy, nếu mà chúng ta mà nháy chuột thì lập tức là mèo làm sao, mèo sẽ xoay về hướng con chó chuột, mèo sẽ hướng về đối tượng con chó chuột và đi về phía trước là 5 bước đấy. Đây chỉ là lệnh cảm biến hoàn toàn nhé, 5 bước đưa lên vào đây. Nhưng mà đây đây là một lệnh làm lệnh điều khiển cảm biến đây. Đấy. Đang điều khiển mèo. Đấy nhé. Đầu từ đầu này nhá, chạy thử nhé. Đây chạy từ đầu này. Đấy, đây cái con chuột này nó hơi hơi nó không thật thông minh lắm đúng không? Cái chuột này nó hơi dở nhỉ, nó đi theo mèo này chết rồi. Chuyện này không thông minh lắm. Tôi sửa lại trình tí nhá, không không hay lắm. Nam bây sửa lại trình tí này, chuột nó không phải nó hướng về cái hướng con nó không phải hướng về con mèo mà nó lệch một chút thôi thì hay hơn nhé. Đặt hướng bằng hướng của con mèo và tôi cho nó xoay đi một tí nhé, xoay đi như sau này, tôi cho nó cộng thêm 90 độ đi. Tôi vào cái này và cái này nó cho cộng thêm cộng vào 90 độ để cho cộng này cộng nhé, cho cái hướng này này vào đây, vào bên đây là cộng thêm, tôi làm thử đây bấm vào đây và chọn 90 độ nhé, lệch đi rồi đây nhé. Đó thì như này nhé, cái chuột nhấn thì cho đi. Bây giờ tôi làm tiếp tục thôi, nếu mà chúng ta mèo mà chạm vào chuột thì mèo sẽ kêu mèo và tất cả dừng lại đây. Như vậy đưa thêm một cái, đưa thêm vào đây một cái đưa thêm vào đây một cái cảm biến nữa nhé, để mèo này nếu này chúng ta vào sensing, nếu mà vẫn chạm phải chuột đó thì lập tức là mèo kêu meo meo và dừng lại, mèo kêu meo meo rồi, lập tức là mèo kêu meo meo đấy, meo meo meo. Ngược lại, nếu mà chuột mà bị chạm vào chạm phải mèo thì chuột sẽ biến mất. Đấy, điều đó là hay hơn nhé. Chuột sẽ chờ khoảng 1 giây sau đó thì là sẽ biến mất. Đấy, bây giờ làm thử cho chuột nhé. Đây. Cũng như vậy ở đây nhé. Bây giờ thêm lại nữa này, thêm lên là cái một cái điều khiển là nếu này. Nếu mà chuột mà chạm phải mèo cảm biến đây, chuột mà chạm phải mèo, nếu va chạm phải mèo thì chuột sẽ dừng lại, chuột sẽ biến mất sau sau 1 giây, chờ 1 giây và chuột sẽ mất. Chúng ta dùng cái lệnh là ẩn đi, chuột sẽ biến mất đó. Vậy ban đầu ta cho chuột là phải hiện ở ban đầu là chuột hiện ở đây đấy đấy nghe các bạn thấy. Nhưng mà chúng ta thấy đây chúng ta dùng rất nhiều những cái lệnh cảm biến đấy, bây giờ tôi chạy thử cho các bạn xem nhé. Đây nào, di chuyển nào. Đấy, chạm vào rồi. Hôm nay cái điều khiển chuột là chữ thật được thông minh lắm. Về nhà các bạn làm, các bạn tiếp tục các bạn sửa lại và làm sao cho chuột nó điều khiển nó tự động chạy nó thông minh hơn nhé. Bạn này tôi chưa, hôm nay tôi đang mới cho nên tôi chưa đang đang quá tìm một cách mà chưa tìm được ra. Các bạn về nhà các bạn làm tiếp là điều khiển mèo đều đúng như vậy, nhưng mà chuột điều khiển làm sao cho nó phải thông minh hơn, nó chạy được khỏi ra khỏi mèo được không nhé. Bạn này tôi đây làm trò chơi là mèo đuổi chuột sử dụng bằng cảm biến nhé. Đây là bài số 7 là cho là mèo đuổi chuột, mèo hôm nay là cái bài đầu tiên là nói về cảm biến, là nhắc lại cảm biến là cái làm bằng cái lệnh rất quan trọng, rất quan trọng của Scratch nhé. Nó là cái trung tâm của các lệnh Scratch luôn ấy. Mà nó có thể toàn bộ cái sức mạnh cái hay của phần mềm lập trình Scratch chính là nằm ở trong các lệnh cảm biến. Chúng ta sẽ cùng nhau làm rất nhiều bài tập khác liên quan đến cái làm nhiều dạng bài tập khác nhau mà rất hay nữa của cái việc mà cảm biến này nhé.
Thôi đó là mà dành cho buổi hôm sau nhé, mình chúng ta nghỉ thôi nhé. Chúng ta nghỉ nhá. Dạ cảm ơn thầy. Dạ cảm ơn thầy. Chào các bạn nhé. Em chào thầy, em chào quý dạ thầy vâng, cô. Em chào thầy. Có hiểu không? Dạ hiểu thầy. Phần này phần quan trọng đấy, quan trọng luôn. Cảm ơn thầy nhiều. Cảm ơn thầy nhiều.